Nhà đất Hằng đây, xin kính chào tất cả các anh chị và khách hàng thân mến. Lời nói trước tiên thì Hằng đây xin trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều. Các cô chú anh chị trong thời gian qua luôn đón xem và ủng hộ video của em. Và em xin kính chúc gia đình mình luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc như cả nhà. Cũng như là trong lúc xem video em có sai sót chỗ nào, mong gia đình mình góp ý để Hằng đi hoàn thiện hơn nha. Và em xin mời khách hàng mình cùng em chúng ta tiếp tục đón xem video nè. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Hằng Ni đang có mặt tại trục đường Thích Quảng Đức thuộc trung tâm phường 5, quận Phú Nhuận nha cả nhà. Thì gửi khách hàng mình một căn nhà kết cấu chuẩn là một trệt 3 lầu, sổ hồng chính chủ, công chứng mua bán trong ngày luôn. Nhà mình thì tọa lạc tại trục đường Thích Quảng Đức, kết nối với đường Phan Đăng Lưu ngay trung tâm quận Phú Nhuận, sát bên quận 1 luôn, chúng ta di chuyển chỉ khoảng chừng 5 phút thôi. Cũng như là tại đây thì kết nối với chợ Bà Chiểu nè, khu ẩm thực Phan Xích Long nha cả nhà. Nhà mình thì tọa lạc tại một con hẻm rộng 3 mét, khu dân cư ở hiện hữu hết rồi. Đối diện nhà mình thì có văn phòng công ty luôn nè. Khu này thì có camera khu phố rất là an ninh an toàn như thế này khi mà an cư sinh sống luôn đó. Đó, khu dân cư mình ở hiện hữu hết rồi nha. Cách hẻm ô tô chỉ khoảng chừng 40 mét thôi, cũng như là cách mặt tiền đường chỉ khoảng chừng 50 mét thôi cả nhà. Ngay vị trí trung tâm thuộc trục đường Thích Quảng Đức nha. Và cùng Hằng đi chúng ta ngắm nhìn là một lần nữa từ không gian mặt tiền chính phía trước của ngôi nhà nè. Đó, em đang quay vào buổi tối. Nhà mình thì nếu mà quay vào ban ngày á, với khách hàng mình tham quan vào ban ngày á thì nhìn sáng hơn nha cả nhà. Một căn nhà theo mẫu hiện đại với diện tích chiều ngang là 4.5 m, chiều sâu là 10 m. Thuộc hướng chính là hướng đông nam, rất là phù hợp khách hàng mình cứ mà là đông tứ trạch, cũng như các hướng là hướng chính đông, chính nam, hướng chính bắc. Với công năng sử dụng bên trong nhà rồi phòng khách, phòng bếp, bên trên gồm 3 phòng ngủ, trong đó mình có tổng là 4 nhà vệ sinh, kèm ban công sân thượng trồng cây trồng hoa cực kỳ chill luôn. Khu vực giặt sấy, sân phơi đầy đủ luôn cả nhà. Và gia chủ thì đang rao bán cho căn này với mức giá là 6 tỷ 900 triệu đồng, giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chủ nhà của mình nữa. Và nên hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà nha. Một căn nhà sổ hồng chính chủ, công chứng mua bán trong ngày luôn. Khu vực này thì ngay trung tâm quận Phú Nhuận, kết nối với quận Bình Thạnh, chúng ta di chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất chỉ khoảng từ 5 đến 7 phút thôi á, ngay trung tâm đi đâu cũng tiện hết. Và cùng Hằng Ni bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan nè. Và Hằng Ni đang có mặt tại không gian khu vực tầng trệt, được gia chủ thiết kế làm phòng khách liên thông với phòng bếp bên trong nè. Phía trước thì mình có rèm màn cửa hai lớp. Nhà thì gia chủ trang bị gồm hai lớp cửa, một lớp cửa sắt 4 cánh bên ngoài, bên trong thêm một lớp cửa nhôm sinh pha kính cường lực 10 ly nữa. Và từ nhà mình nhìn ra mặt tiền chính phía trước nha cả nhà. Đó, đối diện nhà mình là có công ty đầy đủ luôn. Một vị trí ngay trung tâm luôn, rồi chúng ta mua về mình mở văn phòng online hoặc là shop thời trang online cũng được luôn nha. Đó, không gian khu vực bên trong phòng mà khách của gia đình mình nè, đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện rồi nha. Chúng ta có sofa, bàn trà cũng như là máy lạnh tại tầng trệt, tranh treo tường. Bên trên trần của mình là trần chìm giật cấp kết hợp với đèn led âm trần, đèn chùm á. Đó, một căn nhà thiết kế theo tông chủ đạo là màu trắng, nứt xương tường màu trắng. Tầng trệt thì phòng khách liên thông với phòng bếp bên trong. Phía bên tay trái của em á, khu vực hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, quầy bar, tủ để rượu nhỏ nhỏ nè, có đèn led âm bên trong luôn. Được gia chủ sử dụng là chất liệu gỗ an cường, có chống mối mọt, chống mẩm bảo hành cho khách hàng mình trong thời gian sử dụng nha. Và cuối nhà của mình thì được gia chủ thiết kế làm không gian khu vực toilet nè cả nhà. Tại tầng trệt dành cho khách khi đến chơi nhà, chúng ta có đầy đủ rồi đó, bồn vệ sinh, lavabo, đun sôi, gạch ốp phun trần. Đó. Và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm nhìn lại một lần nữa từ không gian phía cuối ngôi nhà nha. Hệ thống tủ bếp luôn nè, nhà đầy đủ công năng giúp em mình an cư sinh sống luôn rồi. Bên dưới gạch của mình là gạch bóng kính 60-60, chống trầy chống trơn trượt cho cả nhà. Thôi và cùng Hằng Ni bắt đầu di chuyển đến không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan các phòng ngủ nè. Một căn nhà kết cấu chuẩn là một trệt 3 lầu, 2 lầu có thêm ban công sân thượng nữa, với diện tích chiều ngang là 4m5, chiều sâu là 10m, thuộc hướng chính là hướng đông nam. Công năng sử dụng bên trong nhà rồi phòng khách, phòng bếp, bên trên gồm 3 phòng ngủ, trong đó mình có ban công sân thượng trồng cây trồng hoa đầy đủ luôn. Khu vực cầu thang của mình thì gia chủ mình ốp đá
hoa cương kim sa, tay vịn bằng trụ gỗ kết hợp với lan can bằng kính cường lực 10 ly. Và Hằng Ly đang có mặt tại không gian khu vực lầu 1 nè. Tại đây thì được gia chủ thiết kế làm một phòng ngủ master nha. Chúng ta có kiện lavabo đun sôi và bồn vệ sinh vách kính ngăn riêng khu vực tắm nè, đầy đủ hết luôn rồi đó. Đó, và cũng như là gạch thì ốp vuông trần, có ô cửa sổ chỗ khu vực giếng trời nè cả nhà, phía sau á cho nên không khí rất là đối lưu luôn ha. Và phòng của mình thì gia chủ hiện tại thiết kế cho mình là để trống, thì theo công năng sử dụng của gia đình mình, chúng ta đưa đồ đưa nội thất vào nha. Mình có một cái ô cửa sổ, thì mà ban công chỗ ra phía trước nè cả nhà, ban công thì chỗ ra 1 mét đó. Đó, đi ra để nhìn thử view tại khu dân cư tại khu vực này. Dân cư mình ở hiện hữu hết rồi. Em đang quay vào một buổi tối cũng 7 giờ mấy gần 8 giờ đó cả nhà. Đó, nhìn rất là bình yên luôn. Phòng nào ở gia chủ cũng có thiết kế máy lạnh cho mình hết rồi nha. Chúng ta chỉ cần mua về xách vali vào, cũng như là mình đưa đồ nội thất vào ở, hoặc là nhà cũ của mình dọn qua nhà mới á, chúng ta đem đồ qua cũng được luôn, đem tủ, đem giường gì đó. Còn mà nếu mà những quý khách hàng mình có nhu cầu á, để có thiết kế, thì bên Hằng Ly cũng có hỗ trợ công ty thiết kế thi công nội thất cho mình luôn nha. Và cùng em tiếp tục di chuyển đến không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan ngôi nhà nè. Một căn nhà gia chủ đang rao bán với mức giá là 6 tỷ 900 triệu đồng nha cả nhà. Còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà của mình nữa. Và em đang có mặt tại không gian khu vực lầu 2. Tại đây thì được gia chủ thiết kế làm 2 phòng ngủ. Đây, mình có phòng ngủ đầu tiên nè. Nhỏ nhỏ xinh xinh ha cả nhà. Đó. Có đèn chiếu sáng cũng như là máy lạnh đầy đủ luôn rồi. Đây, không gian khu vực máy lạnh của mình nè. Máy lạnh bên trong phòng. Và phòng ngủ thứ 3 nằm tại lầu 2 ha. Tại đây thì chúng ta có một toilet sử dụng chung với 2 phòng, bồn vệ sinh, lavabo, rương soi, vòi tắm hoa sen, đứng, gạch ốp vuông trần, là 2 mảng tường trang trí gạch khác nhau làm điểm nhấn cho ngôi nhà. Đó. Và không gian khu vực phòng ngủ tiếp theo, phòng ngủ thứ 3 trên tổng ngôi nhà là phòng ngủ cuối cùng rồi. Nhà mình có tổng là 3 phòng ngủ. Phòng này cũng được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện luôn. Bên trên trần là trần chìm trực cấp, đèn led âm trần, máy lạnh riêng cho mỗi phòng, rèm màn cửa đầy đủ hết rồi. Bên dưới gạch là gạch bóng kính 60-60 nha cả nhà. Tông chủ đạo là màu trắng. Và quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này, hãy alo cho Hằng Ly nha. Với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình, em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sổ ngôi nhà cho bán tốt nhất. Cũng như là mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, thì hãy alo cho em nha. Em sẽ hỗ trợ khách hàng mình tìm đúng nhu cầu khách hàng mình đang cần. Và em tiếp tục di chuyển không gian khu vực tầng tiếp theo nè cả nhà. Để mình cùng theo dõi nha. Bên trên cầu thang của mình được gia chủ thiết kế làm ô cửa giếng trời, ánh sáng trực tiếp ra ngôi nhà, cho nên ban ngày thì đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn. Không gian khu vực sân thượng của mình thì được gia chủ thiết kế có toilet sử dụng riêng tại đây luôn. Đó, khu vực toilet ha, mình có đầy đủ hết rồi nè. Bồn vệ sinh, lavabo, rương soi, vòi tắm hoa sen, gạch ốp phun trần và có quạt hút mùi bên trên nữa, quạt hút mùi sinh cô nè cả nhà. Tông chủ đạo là màu xám á, gạch của mình nè. Ở đây gia chủ có thiết kế cho mình cái ống cấp thoát nước là mình để máy giặt, máy sấy ở đây cũng được, hoặc là chúng ta để ngoài này nha. Ngoài này cũng có cái dây cấp thoát, ống cấp thoát nước rồi đó cả nhà, vừa đủ để bể một cái máy giặt ở đây luôn á. Hoặc là chúng ta mua về mình thiết kế thêm một cái phòng thờ ở trên này, thì theo phong tục tập quán của gia đình mình, phòng thờ ông bà tổ tiên nha. Hoặc là thiết kế làm sân thượng, khu vực trồng cây, trồng hoa, hoặc là mình làm thêm một phòng ngủ ở trên này cũng được luôn, tùy theo công năng sử dụng của gia đình mình. Hằng Ly xong nét lên để chúng ta nhìn rõ hơn nè cả nhà. View từ nhà mình nhìn ra khu hàng xóm nha, hàng xóm xung quanh khu vực này. Nhà thì tọa lạc tại trục đường Thích Quảng Đức rồi, trong bán kính 300m thôi chúng ta có đầy đủ chợ, siêu thị, trường học, bệnh viện luôn á, ngay trung tâm sát bên quận 1 luôn. À, ngay khu nhà dân cư ở hiện hữu hết rồi ha. Ban công sân thượng thì cũng rất là rộng luôn á. Và quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này hãy nhớ alo cho Hằng Ly nha. Và video của Hằng Ly đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ly xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng mình rất là nhiều. Các cô chú anh chị luôn đón xem, ủng hộ video của em. Thật sự em rất là trân trọng tình cảm khách hàng mình luôn ưu ái và đón xem ủng hộ video cho Hằng Ly. Trong lúc xem em có sai sót chỗ nào, mong gia đình mình góp ý để Hằng Ly hoàn thiện hơn nha.
Thôi em xin chào tạm biệt cả nhà mình nhé. Bye bye.